lắm ơi. Số gì đây? 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 Con năm gì đây? Ở dưới quê làm ăn mà không ca. Em lên Sài Gòn em bán ca gì? Con 50 nguyên mà đảo ngược lại là con số 5. Con số 5 là con số hiện nay. Con số 5. Chúng tôi đến đây để mang đến niềm vui đến tất cả mọi người. Sau đây đầu tiên chị gái, đầu tiên chị gái có số 46. Dạ, hợp lệ ạ. À, phiếu của chương trình đưa ra ạ. À. Dạ rồi, tiếp theo chị gái tiếp theo có số 34. Chúc mừng chị và cuối cùng chị gái số 05 sau bao nhiêu lần hụt hẫng chờ đợi. Từ phía ban tổ chức xin lỗi quý vị. Thì chị cũng đã được trúng giải, cái này không có sự sắp xếp và xin mời quý vị chúc mừng cho ba giải viên khách một tràng vỗ tay. Dạ, và chắc có lẽ là được về vị trí thì cực. Dạ. Lâm về đi Lâm. Dạ, và xin chúc mừng ba quý cô dạ đã trúng được giải khuyến khích trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, đồng nghĩa việc là mình không trúng được giải đặc biệt nữa. Dạ. Dạ, và chắc có lẽ là em xin mời một vị đại diện đến với trường của mình. Em xin mời cô Hoàng đi ha. Dạ, sẽ gửi tặng ba cái giải khuyến khích này cho ba thành viên của chúng ta. Dạ, những chiếc máy sấy tóc. Dạ, sẽ dành tặng cho quý cô. Dạ, rất là hợp lý đúng không ạ? Một chiếc hành trang để cho cả quý cô chúng ta hoàn thành tốt công việc của mình. Một chảo tạc lớn dành cho quý cô chúng ta đúng không ạ? Dạ, không biết là dưới chúng ta sẽ những cái bàn ở phía xa với là mình không biết có thành viên nào chúng ta có một cái bài hát nào hay hay và sung sung để dành tặng cho đoàn chúng ta đúng không ạ? Ồ, xin mời anh Trung với một bài hát từ tất cả sẽ bụng bự vậy. Ôi mọi người ơi. Dạ bốc giùm Mỹ hai số đi lộn lộn dạ. Số gì đây, số gì đây quý chị ơi? Con hai gì đây cơ ra mà con mấy? Con hai cái gì đây? Con hai là gì đây? Con hai gì đây? Con số cỡ cuối là một con số lẻ. Con hai gì đây? Đừng nói giang tay nói lại biến xa. Ta đi một tay đấm mai đi nói sơn hà. Thank you.
luôn con số 20 cho nên là không biết số 21. Dạ, bây giờ tặng cho một ly liền cái toàn đi mời bia. Dạ, được không ạ? 21, dạ, chúng được giải ly bia trước đó. Dạ. Con số tiếp theo là con số gì đây? Con số gì đây? Qua gì đây? Ba là cây nến vàng. Dạ. Dạ. 19 đúng không ạ? Đưa lá phiếu cho mẹ để kiểm tra. Dạ, con 19. Dạ. Minh, dạ, Xuân Tưng. Dạ. Trời ơi. Hay quá lộ ơi. Trời ơi, tôi thấy bập bây giờ dùng mặt tôi rồi đó nha. Con gì? Con số tiếp theo là con số gì đây? Con số gì đây? Con số gì đây là con bốn gì đây? Con bốn gì ra cơ ra mà con mấy con bốn cái gì đây? Con bốn gì đây dạ? Con bốn mà ở hàng đơn vị là một con số chẵn. Mà cái con số ở hàng đơn vị nó trùng với con số đầu tiên là con số 44. Hay quá cô ơi, xin chúc mừng cô. Dạ. Giờ em thấy là thầy Minh Anh nhìn em rất là nhiều. Dạ, em xin mời thầy Minh Anh và đại diện cho ban giám hiệu nhà trường, chúng ta sẽ gửi những cái phần quà để dành cho những thành viên may mắn nha. Dạ, dễ gì, mấy sư Sinh Tố. Dạ, Sinh Tố uống giảm cân cô nhé. Dạ. Một chậu tiền lớn dành cho ba thành viên may mắn không ạ? Dạ. Quyền cầm mic. Chứ em giỡn thôi thầy. Dạ em giỡn mà hô lên cái phái lắm lên liền. Dạ, cầm nhưng mà cầm dạ.